Hi, xin chào các bạn. Mình trở lại với hồ cá beta của mình bạn. Các bạn xem thấy cái tình trạng gì không bạn? Rêu các bạn. Trời ơi rêu. Mình đi làm bỏ rơi nó cách hơn 2 tuần các bạn. Không thấy con cá đâu luôn. Kinh khủng. Các bạn thấy cá của mình các bạn đây nè. Nó nằm dưới tán lá các bạn. Ok thì bây giờ mình sẽ tiến hành chùi rửa và dọn dẹp cái hồ của mình. Ok bắt đầu thôi. Quá trời rồng luôn các bạn ơi. Đầu tiên thì mình sẽ cắt mấy cái lá cũ đi các bạn. Thì ở nhà mình có gì thì mình làm đấy các bạn. Chứ mình không có cầu kỳ. Cắt bớt cái này đi. Quá trời các bạn. Thì mình cắt luôn các bạn. Cắt đem nó ra ngoài luôn. Để nó riêu. Riêu này mà nó phát triển thì mình khó kiểm soát các bạn. Để tiêu diệt nó ngay lập tức. Thật ra thì nếu mà muốn diệt cái rêu này các bạn, mình đem vô nhà luôn, dọn dẹp xong mình đem vô nhà luôn các bạn. Đem vô nhà để vài ngày á, thì nó không có nắng mặt trời nữa thì rêu nó sẽ tự động nó chết các bạn. Tỉa gọn luôn các bạn cho cá mình nó có không gian nó bơi lội. Tại hôm trước mình trồng thì mình cũng có dự trù, sợ cây nó chết á thì mình trồng 2 3 cây lược, giờ cây nó tốt rồi thì thôi mình cắt bớt bớt đi giữ lại cái cây chính rồi mà bây giờ cá mình nó có không gian bơi. Các bạn thấy rêu rất là nhiều, rêu xanh. Cái rêu này thì nếu mà mình không có dọn dẹp thì nó sẽ rất là dễ gây bệnh cho cá các bạn. Mình vừa làm vừa quay nó cũng hơi khó lắm. Không sao. Ok. Rong là lên rất là đẹp luôn. Tỉa bớt luôn. Tỉa bớt những cái trống. Là ghê gớm. Ok. Bây giờ giới thiệu các bạn trải các bạn. Là cái hồ này nhỏ á, nên là mình xài cái này. Mình thấy nó cũng rất là dễ, các bạn thấy không? Mình chà nó dùng con chà luôn. Thì nó khá là hiệu quả các bạn. Thì tại kích thước hồ nó nhỏ, chà vậy thì hồ qua rất là nhiều rêu, bám rêu vào mình lấy ra luôn các đây cây cũ bỏ luôn.
Ok các bạn, sau khi mà tỉa dọn thì bây giờ nó như thế này các bạn. Mình sẽ tiến hành mình thay nước các bạn. Thay nước luôn, hút nước thay nước luôn. Rồi các bạn chờ xem nha. Ok các bạn, sau khi thay nước thì nó cũng còn rất là dơ các bạn. Mình dùng vợt vớt bớt cái rêu rồi. Các bạn thấy rêu này. Nhiều lắm các bạn. Bởi vì các bạn nào nuôi cá mà để ngoài trời á, mình nhớ chăm thường xuyên mà. Tại mình cũng không có thời gian á, để là nó rơi rất là nhiều các bạn ơi. Đây là cái cá mình nó mới, cái hổ mình nó mới dơ vậy các bạn. Nếu mình có thời gian á mình chăm thì nó sẽ không có bị tình trạng như thế này. Thì sau khi mà dọn thì nó cũng không hết các bạn, mà mình sẽ phương án là mình sẽ đem vô trong nhà, đem trong nhà cho nó tách khỏi cái ánh nắng mặt trời các bạn. Thì rêu nó sẽ không có điều kiện phát triển, thì nó sẽ chặn đứng lại được cái rêu trong cái hồ của mình. Ok, hôm nay là trời rất là sương mù dày đặc các bạn, không có chút ánh sáng luôn. Cá của mình nó núp vô góc luôn mà. Quậy quá núp luôn rồi. Đây cho các bạn xem, cũng còn rất là nhiều rêu tảo mà. Ok các bạn, hiện tại thì mình đã xong cái công việc là thay nước cũng như là dọn dẹp chút xíu cho cái hồ của mình các bạn. Sau khi bỏ rơi mình lấy thêm một ít bèo mới các bạn. Nãy bèo mới, bèo lúc nãy ở trong cái hồ nó bị chống rêu nên mình bỏ luôn. Đây cho các bạn xem nha. Nó hơi nghịch sáng chút xíu các bạn. Wow. Cá của mình đây. Rất là đã. Tại vì hôm nay cái ánh sáng không được tốt các bạn. Nên đây cũng không đã. Dễ thương. Tạm thời mình sẽ đem vô trong nhà luôn các bạn. Này mình quay cho các bạn xem. Các bạn thấy không? Kinh khủng không? Rêu rất là nhiều luôn. Tạm thời thì mình chỉ xử lý như đây thôi các bạn. Sáng nay có việc chở mẹ đi làm tóc các bạn. Mẹ chở mẹ đi làm tóc để ăn Tết nên là mình làm nhanh gọn. Đây các bạn thấy rất là đã. Xem cái bề tặng. Wow. Wow, những cái đuôi nữa các bạn. Ok. Giờ mình sẽ chuyển nó vào hẳn trong nhà luôn cho nó không có ánh sáng các bạn. Rồi vào đây nhá. Chiếc hòn nhỏ bé, chú cá nhỏ bé. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào các bạn. Các bạn xem hay nhớ like và chia sẻ kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.
Xin chào các bạn, hẹn gặp các bạn clip sau nha.